Bà Rùa xin chào các bạn. Mình với Dustin đang ở xã Bình Tân, Gò Công Tây của Tiền Giang. Ngày hôm qua đi theo mấy anh em Trường Giang săn bắt, đi đào rắn với bắt ếch. Tối nay mấy anh em ngủ ở nhà nghỉ Ngọc Lan, rồi sáng nay chuẩn bị đi qua bên Cù Lao để câu. Đi đến đây xe Dustin nó biểu tình, nó bể bánh trước và đang thay ruột. Chào buổi sáng. Rồi mấy anh em bắt đầu câu ở đây bạn. Đây là Cù Lao, Tân Phú Đông của Gò Công, của này là thuộc Gò Công Tây luôn hả? Cái đây là Cù Lao, này là một cái huyện riêng. À, Cù Lao là huyện của tỉnh Tiền Giang bạn. Thì Chí đang phát lương thực. Hello mọi người. Phát lương thực cho cá. Tôm lùm. Phát lương thực. Thì mua xin giới thiệu luôn, ở đây có bạn Hưng là chủ của kênh Gò Công TV. Mấy bạn nào thích câu cá mà có liên hệ, muốn xuống Gò Công câu cá thì liên hệ với bạn Hưng. Gò Công TV. Rồi, em tin. Em Luân. Luân. Chào. Chào Luân. Nhà Trang vô tới đây câu sao á? Đã con mình tên Thuận. Thuận, chào anh Thuận. Vậy là xa hơn nữa hả? Tưởng Nha Trang xa chứ Thụy Điển là quá xa rồi. Nó bên Thụy Điển lận. Ở kia là chú Bảy, ba của Chí, chú xuống xả cờ thả cần rồi. Chú nhanh gọn lẹ. Trên Cù Lao này thì có một cái con kênh chạy dọc theo hết Cù Lao bạn. Kênh này nghe bạn nói cũng khoảng 1,7 m nước trở lên. Thì tại mùa này rất là khô, bao nhiêu cá đổ rút xuống đây hết à. Như bên Gò Công Tây mình đi hôm qua là mấy con kênh, mấy con sông nữa cạn nước không, trơ đáy ra luôn á. Mà chỗ này lại còn nước, hy vọng anh em mình có thu hoạch ha. Nãy giờ thấy chú Bảy giật rất là nhiều mà không biết cá gì đằng kia. Cần mình cá kéo lúc phao. Không để ý bạn ơi. Rồi chuẩn bị thêm cần kéo lúc phao mất. Nhỏ quá. Tin giật cần nhưng mà chưa có. Mình thả xuống là nó rỉa mà không biết cá gì. Nice tiny little, what is it, cá rô? Trời ơi, cá rô nè. Dài. We got out on the eggs. I'm gonna be switching over because crickets are not getting anything. Thả luôn bạn. I need something to boost my ego right now. Ôi. Một con cá rô nữa bạn ơi. Hai ngón tay à. Mini. Con gì đây? Ô, tôm nè. Little bit bigger. Yeah. Is that worth keeping? Yeah. Kiếm thêm con nữa bạn.
Đây cá sâu nó ăn kỳ mà. Đi từ từ trầm 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 xuống. Nó không kéo chạy phao luôn. Ôi! Dustin giật sấy con cá rô bự. Sấy. Dở lên khỏi mặt nước rất. Rồi Chí giật cá mề nữa kìa. Chắc mình phải lủi qua cái chỗ nào rầm rầm. Chỗ này trống có cá không dính. Chỉ kiếm bộ cỏ thôi. Mình phải kiếm chỗ nào rậm rạp nữa. Trống quá cá nhỏ. À. Cỡ đó được giật được, được sướng tay. Sâu chú bộ. Còn nước nhiều. Mấy cái rồi đậu mọi. Cái máy. Ồ. Con hót mót thì cũng ngon rồi. Đúng rồi. Đây là nồi hầm sả nè. Đó. Chắc luôn. Chờ bá luôn không? Anh Phương nấu cháo nữa các bạn. Cá. Mình với Dustin đang về bệnh bệnh Tân Phú Long. Thua rồi, câu được có mấy con cá rô. Ở đây có tiệm giang không chưa gạo ra bỏ vô rồi bắt nặng từ từ quá này. Cá lóc lóc mẹ cá nào mới nó nào cũ rồi mới chưa hết tụi quăng dục vô quên kinh rồi coi con nào ốm rồi con cũ mà. Như nó có hai màu khác nhau là phải. Còn trong lưu nó vàng. Giờ nó quẩn kiểu đó biết thả vô. Ớt xong, hai bát được ớt. Phương chặt dừa để nấu gà hầm sả. Đây ngoài đây có một đám rau đắng đất nữa các bạn. Hái vô một chút anh em bỏ vô cháo ăn cho ngon. Đây bà con trồng ớt nhưng mình thấy cỏ nó lên nhiều hơn ớt nữa. Khô quá, hết nước ta tưới rồi. Hái đại vô cổng lạc. Thì có chỗ anh em nướng thì chắc thức nướng thường luôn nữa. Thì còn lúa nên anh em có rơm để nướng nè. Cá lóc nướng rơm hết sảy. Right here.
mà Dustin được ăn cá lóc nướng chui chính hiệu. Rồi. Anh Hiền đang khui hàng rồi anh. À, cá nướng rơm hiện đã lắm, thịt nó ngọt. Đây là đồng đàng hoàng chứ không phải như cái nuôi nha. Thổi chê. Con cá lóc đồng mình nướng cái mình cạo ra nó không có mỡ nhỉ. Dạ nó không có bung. Còn cá nuôi một cái rồi thua luôn. Ăn không có ngon lành gì đó, mềm xèo à. Thế thật tuyệt vời không? Đúng rồi, bản là miền Tây, dân miền Tây ăn vậy không? Mới nói hả? Sốt cái gì chứ đứng nguyên gì? Ông khùng không đứng nguyên sao ăn? Gì vậy? Trời ơi! Phương ơi là Phương. Còn sống. Nhà anh Phương có cái hồ cá để thả cá câu được với bắt được. Thì mình thấy có cá mè nè, rù phi, cá rô đồng, này cá sặc, cá thác lát nữa, thác lát cườm đó các bạn thấy không? Thác lát trắng với cá thác lát cườm, là cái con cá nàng hai á, cái con này cá su quả tiễn, cá sấu quả tiễn các bạn. Mấy món ngon mấy anh em miền Tây nãy đãi Dustin các bạn. À, gà hầm sả, nước dừa, cháo cá lóc đồng với cá rô phi kìa, cá lóc nướng chui, cháo cá lóc là ăn với rau đắng đất nè đúng các bạn, đúng bài luôn đó. Cháo bi hết ngon. Rượu. Dạ, rượu. Because of cháo and chicken, chicken cooked with lemon grass. Oh, uống rượu ngon. Uống rượu. Đi chai à. Hỏi nó đem tới à. Tại sao nó không đem quá vậy? Rượu cũng được á. Dạ. À. Không ăn mấy bữa nay đi nóng rồi. Rồi cá lóc. Ở đây mình ăn cùng nha. Nấu cháo vô. À, ok. Cháo vô. Vô đi em. Dạ, có hai em gì. Được không? Được. Được.
Đó, coi mấy vậy đúng rồi. Miếng cháo nữa. Miếng chi không? Chín là rau đừng cho nó chín, nó được xuống thôi, nó mới giòn mà chín quá thì nó mềm. Vô đi vô đi. Dạ được. Mình làm một ly rượu cái đây. Rượu ông đó, con ông nói sao? Bi hoài. À, được rồi. Sleeping man, on roll, or roll, one, roll outside. Rồi chơi vô đi vượt. Rồi sao? Anh em muốn jump and jump. Rồi. Jump là chết. Chào. Lên đây. Yeah. Maybe like 10 foot jump. Yeah. 50 thôi, đừng uống hết. Đừng ăn. Rồi, để xuống đây đi. 50%. Rồi, vô. Để cao rồi, mình đi. Thấy cái dĩa đó Tâm ơi, dĩa Tâm á. Thấy cái dĩa Tâm nữa. Cái này bỏ vô cũng thơm nữa nè. Tiêu. Cái này ngon hơn. À, ăn muối ớt. Bỏ ly quá. Bỏ tao đậm muối ớt phải rồi. Cá lóc. Ngon hơn. Nướng không ngon hả? Trời biết đi, nãy tao luộc nhiều chút cho mày ngon. Nướng cái này chưa ăn sao biết chưa chút luôn. Anh dưới dạ, dạ. Dưới đây, dưới rau đây. Rất là nhiều quá. Dạ. Tâm nhỏ hơn kia. Tâm nó tuổi, Tâm này tuổi Tâm dưới á. Ừ. Rượu không có ngon. Tâm 9 này 90 vậy nè. Tâm 8. Đây, đây 80 nè. Tâm 8 gì nè. Tâm 8 bằng nhau. 31. Mới thấy rớt xuống giải một câu luôn mà giải thấy chưa giải liền không sao anh giải nhiều bò ngọc ghê chưa vậy đó ngọc ghê á giải rồi. Hiểu không? I know, I know. Hôm qua giỡn. Hôm qua giỡn. Nó ngồi cái này. Mẹ. Quá giỡn lắm. Cười. Quá ít nấu xào lăn hả? Nhưng mà ai? Trời ơi, mày không phải bạn à, đủ quá chị hỏi đây đây để cho bạn ăn. Nó cho ăn cái gì đó, trời ơi, cho ăn á. Để cho nó. I'm so surprised at this chicken. Nãy giờ, bực mình nãy giờ. Mày chi, lo đủ mà bạn mới bỏ bạn khổ đủ lên tiếng liền. Kêu á, kêu á. Liền. Chạy lắm nè. Không đỏ mẹ là nó chết hết rồi mà nó sủi nhổ nước ra đi đừng ngồi đấy. Còn nhiều đó, còn nhiều đó. Đi từ đầu trên xuống đầu dưới không ai đụng nó. Cái này biết cái gì không? Chua quá. Cái chảo. À, ở đây. Cái chảo á. Không. Không sao, không sao, không sao, anh đi, không đi, anh đi, không sao. Thiện ăn đúng thích. Thiện ăn đúng thích. Ghê. Thiện ăn đúng ngon là ăn đúng ghê. Thiện ăn đúng thích. Đó. Thiện ăn đúng thích. Ngày hôm
nay là về miền Tây rồi, còn cũng mà miền Tây mà bây giờ ấp ủ với xã Bình Ninh. So like coming back to miền Tây. Miền Tây đấy nhỉ. Bây giờ mình kết thúc là bữa nào hẹn gặp lại. Dạ đúng, hẹn gặp lại. Ok. Cha mẹ qua là phải chờ xuống đây. Ok, không sao, không sao. Hẹn gặp lắm à. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lắm. Mà không cho mượn nhỏ hơi buồn. Em đi ông nội để đâu rồi chết. Chờ. Đi ông nội. Để đâu rồi chết luôn á. Em yêu hả? Em yêu á. Nó chậm rồi nó. Em yêu của Routine á. Hỏi mắt nhỏ đâu. Nó nhỏ cho anh hiền mượn rồi. Like my lover. Rồi tới đây cũng phải chào hết anh em ở miền Tây, cũng chào luôn mấy bạn chủ nhà là anh Phương, rồi anh Hiền, có em Trương Tổng nhiệt tình.